Sau khi Suka quá giận đuổi cô Lượm ra khỏi nhà thì cô Lượm cũng đã biết lỗi và xin lỗi đi kiếm chị Hai. Thì chị Hai cũng đã đồng ý tha lỗi cho cô Lượm và chuẩn bị trở về nhà. Thì sự việc như thế nào cũng xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp xem Suka có chịu về nhà hay không nha. Mà được có ăn cái là bỏ ngà ra đi. Bỏ luôn Út mà bỏ luôn em. Bỏ luôn em ruột. Mà thì sao? Đừng mà nó ngu dữ rồi đó. Rồi sao tính sao? Mà không có thật cảm giác con nó không thấy được. Có mời tới kêu chịu cảm hưởng qua dạ mới được. Có cảm hưởng qua dạ. Chứ anh dạ bây giờ không bao giờ ngơi, bây giờ bỏ ngà ra đi được rồi. Cô Lãm có nói gì vậy? Chị Hai dặn không? Chị Hai bỏ nhà đi rồi. Nói chị Hai ơi. Mới lo về mặt bà chứ hả? Trời, tự nhiên nói câu đó làm chi? Trời ơi. Mình phải nói ngọt có được, mà nói câu đó giống như là... À bà con ơi, bây giờ thấy chị Hai mình á, là trong đầu trăm lý là thấy không bình thường. Mà mới đi khám bệnh, mới có uống khoai lương phốt mà đều bỏ ngọt đi luôn. Có mà phải trị bệnh lại, trị cho nó hết bệnh. Là cho hết bệnh. Không nên đuổi em YouTube, mà không nên đuổi Úc, mà không nên đuổi em nữa. Mà từ tâm lý nó không được. Nãy có đuổi em không? Chắc không à. Em mà hên đó. Nãy đuổi đó. Nãy đuổi mày là trước hết. Đuổi. Nãy đuổi mày trước hết đó mày. Em ta bây giờ sao tôi bả đó. Bây giờ tôi bả rồi. Mong ông Trương Minh Tệ là hãy đợi cho chị Hai em phải lúc hết bệnh. Đừng có nói Trương Minh Tệ. À đúng rồi. Rồi dặn chị Hai không? Chị Hai đuổi giờ dặn không? Chắc không giận. Mà chị Hai bên đây chị Hai đã thực đợi cho ăn mà bây giờ chị Hai đâu mà không biết nữa. Chúc em đi với chị Hai được á. Em tắm trước kia 50, trở trước cấp 53 với chị Hai được. Chị Hai thấy bạo đó, bạo hơn mấy người kia hả? Bạo hơn hả? Bạo hơn bé mạnh với chim sâu cũng bạo hơn đó. Chứ chim sâu còn đỏ hơn đó. Chim sâu đỏ hơn hả? Không, chim sâu với bé mạnh đỏ hơn á. Chứ chị Hai này là thấy là bạo rồi. Thế là sai sai rồi đó. Rồi chị Hai bỏ ngày ra đi luôn rồi, bây giờ mấy anh biết làm sao, giờ mấy anh nói chú. Sao ai biết, bây giờ cô Lợm tính thì mấy anh là thua rồi đó. Chứ nãy tự nhiên cô Lợm hỏi chị Hai, wow chị. Đuổi mấy anh luôn rồi, bây giờ mấy anh tính sao vậy? Bây giờ cô Lợm chính lời ngọt ngào, người ta hỏi tự nhiên hỏi, nhìn mặt chị wow rồi. Wow luôn. Bây giờ anh giỡn rồi, bây giờ tính sao giờ? Tự tính đi. Tự tính hả? Bây giờ chị Hai ơi, bây giờ ôm tâm chị Hai đó, là thử giờ đây, xin lỗi Út. Dạ, xin lỗi luôn em. Là không nên bởi là và đã ra đi nữa. Đúng rồi. Hôm nay với lớp chị Hai bạn lên coi coi là chị Hai có hơi âm hiệu không mấy ngon. Hơi âm dở không mấy ngon. Còn chị Hai giờ đi rồi sao có chồng được trời. Giờ đi rồi anh dở hơn chồng vô trời. Ờ, dở tôi chồng vô. Làm nói hay quá. Hay luôn trời. Chịu like. Làm nó hay á. Chịu like. Ừ. Rồi khuyên anh dở đi thôi. Anh dở nghe anh dở khói rồi đó. Âm dở thì hơn chú ca thiệt, mà thấy chú ca không có âm dở thiệt rồi đó. Bây giờ âm dở thôi. Nó mà giận gì bản là bạn dưới mà coi là có chịu hơn chú ca là không nha. Cái chú ca là phải cái trăm lính là nó không bình thường rồi. Ừ. Đó nó là vậy đó. Cái mã nó không bình thường luôn. Ừ. Chắc em tỉnh lắm rồi đó là hết chú ca chú ca đó. Ủa tỉnh cái ta rồi trời. Tỉnh lại. Mất đúng. Rồi bây giờ nói chuyện hai em á là phải bình tĩnh lại. Ừ. Mình lớn rồi. Đó là ông Hà Trường Giang á, ông dạy biết bao nhiêu lần rồi, dạy cúng, dạy đọc bài cúng biết bao nhiêu lần rồi mà không tỉnh nữa. Cúng lắng cúng lại, ăn cha niệm Phật, trung tâm trung tránh lại, tập tránh lại. Trời là đặng mơ mốt mà tỉnh lại là đặng có chậm với người ta, rồi người bảo ngài ra đi luôn rồi. Rồi lên sao được chú? Rồi giờ sao cô làm đi kiếm chị Hai về đi chứ hả? Dạ, để em kiếm chị Hai về đi làm mấy chú mà anh tắm gì tắm nha. Ok anh chị? Dạ. Chị Hai đâu rồi, tới giờ đi, chưa tới giờ chưa về nữa. Chắc bỏ luôn cái ngà rồi. Nhường lại cho mày đó. Bỏ rồi cô làm hốt cái nhà luôn á. Trời ơi, bảo em thấy em giữ ngà tới chiều luôn á. Bởi vì mà chú ca nó vô em mới chịu về. Chị Hai ơi, đừng bao giờ bỏ em. Đi vô rồi. Trời ơi, bỏ nãy giờ không muốn vô luôn. Rồi đi kiếm chị Hai đi. Rồi chị Hai đi. Chẳng giả nha. Anh về Mạnh Thường Quân ta cho tiền nè, bên anh cho tiền em 500 ngàn nè để mua gà ăn người ta nói nè. Rồi bây giờ sao không gì vậy, sao người ta dặn ta hồi nãy đi chút xíu thôi đi rồi ta dặn là bây giờ đi mai thì ta nói tôi đi mai. Nãy không nói hết trơn bỏ đi. Hồi kiểu này mấy anh bao giờ nghỉ mà kiểu này mới mốt mấy anh nghỉ qua luôn. Chỉ còn qua không?
chứ qua em có nhà đâu em dặn, hồi nãy em bỏ đi làm mấy anh lo. Em sợ máy cắn bà bằng máy luôn. Mày cắn gì? Không phải hư máy hết. Không máy hết luôn hả? Mấy anh thương mấy anh mới vô quay Suka mà Suka bỏ đi với mấy anh buồn quá. Cô Lượm nó cũng buồn rồi, thấy cô Lượm buồn không? Ngày cô Lượm cho nó nói qua từ sớm giờ gặp chị Hai rồi. Đó, muốn gặp chị Hai mà. Chị Hai đi bỏ cô Lượm á. À chị Hai. Em không chia công việc ra làm sao có hàng. Chị chị. Bây giờ nó nghe nè, vô đây thẳng lên nói với chị luôn nè. Bữa nay ông dạy chị luôn nè, ông phải dạy chị có làm sao bữa nay luôn. Mấy em hả? Bây giờ chị Hai đó là phải là vừa ngày với mẹ đi. Vừa ngày lại với mẹ phải quay trở lại với anh em, không bao giờ bán em nữa. Anh em quay là anh em khơi đó, anh em mới vô quay đó. Quay em mà em có bả à không? Em khơi em khơi gì lắm. Bả cho nghỉ làm luôn sao? Trời ơi trời, nó dễ cả ba con đang sửa nhà mà. Khơi mẹ chị rồi, giàu với chị lắm luôn rồi đó. Em cũng giàu rồi đó. Đi nữa rồi. Đứng đây nói chuyện chút xíu đi rồi giờ đó. Nó nghe nè, ngày mai 7 giờ về cũng được. Bữa nay anh cho làm đó. Nè bây giờ anh với anh Thảo nói vậy nè. Bữa nay là cho làm tới chiều 6-7 giờ luôn. Nhưng mà ngày mai là phải cho anh em quay nha. Còn mấy là... em đi phân nửa ngày nữa hả? Thì làm rồi đi vậy? Tới 9-10 giờ mình về. Vậy ha. Mai đi làm sớm. Khoan. Nói nè, là bây giờ nè, chút xíu nè, 7 giờ hả về. Chú làm thoải mái đi. Rồi sao, rồi bây giờ vô nha. Hả? Bây giờ vô làm á. Biết rồi. Rồi ai nhà với mẹ em hả? Chị Hai ơi, dạ rồi, dạ trang rồi, giận dạ trang rồi. Nãy giờ em buồn chị lắm luôn á, chị bỏ em đi là em buồn lắm luôn. Rồi nha. Trời ơi, bây giờ em nói nha, chủ giận chi phân thời gian đó, rồi bà cũng giận ông, cũng giận em luôn rồi. Sao qua giận đâu. Không, không hơn chứ mà. Rồi bây giờ nè, nói nghe. Cho bà hỏi. 7 giờ hay là về nha. 6 7 giờ về nha. 8 giờ về cũng được. Rồi nha. Rồi cho đi vô đó nha. Đúng rồi, 6 7 giờ về nha, để ngày mai quay đó nha. Còn mấy người giận đó nha.